Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm làm động lực cho phát triển các ngành kinh tế, góp phần giữ vững đà tăng trưởng. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh mới giải ngân được 7.071 trên 19.921 tỷ đồng, đạt 35,5% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một số đơn vị cấp tỉnh giải ngân chậm như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông, Xây dựng tỉnh, tiến độ giải ngân đạt 27% kế hoạch vốn được giao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến độ giải ngân đạt 21% kế hoạch vốn được giao. Đối với cấp huyện có một số địa phương tiến độ giải ngân chậm như huyện Văn Giang tiến độ giải ngân đạt 21% kế hoạch vốn được giao, thị xã Mỹ Hào tiến độ giải ngân đạt 27,8% kế hoạch vốn được giao. Nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là do năm 2024 kế hoạch vốn của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao tăng rất cao so với năm 2023. Năm 2023 giao là 12.006 tỷ đồng, tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết số vốn 14.403 tỷ đồng trên 19.921 tỷ đồng. Số vốn còn lại là 5.518 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ chi tiết cho các dự án do chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Do vậy còn khó khăn trong việc hoàn thành phân bổ chi tiết toàn tác chuẩn bị đầu tư thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu các dự án mới mất nhiều thời gian. Một số dự án lớn trọng điểm như dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng có tổng mức đầu tư dự kiến 9.981 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chưa hoàn thành phân bổ hết số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, một số dự án có tổng mức đầu tư lớn hiện nay đều đang trong giai đoạn thiết kế lựa chọn nhà thầu nên khả năng hấp thụ vốn thấp. Chủ đầu tư chỉ đề xuất số vốn rất ít so với tổng mức đầu tư dự án hoặc chưa đề xuất. Một số dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu săn lấp, giá nhiên liệu và liệu xây dựng tăng cao làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng nhằm chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều cuộc họp kiểm điểm đánh giá, đồng thời phê bình các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư và các địa phương tiến độ giải ngân chậm. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức giải quyết khắc phục những hạn chế, triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan đơn vị tăng cường tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình dự án. Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công được cấp đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là hơn 1,8 nghìn tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 9, huyện đã thực hiện giải ngân được 383,2 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch vốn được giao đồng chí nguyễn văn tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện văn giang cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của huyện còn chậm là do công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án gặp nhiều khó khăn do liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất và điều kiện được bồi thường hỗ trợ quy trình thủ tục đầu tư đối với các dự án trải qua nhiều khâu nhiều bước dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ bước chuẩn bị đầu tư như phê duyệt chủ trương đầu tư phê duyệt dự án đầu tư công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thỏa thuận kỹ thuật đấu nối một số dự án phải điều chỉnh quy mô tổng mức đầu tư nguồn thu cấp quyền sử dụng đất dự án do tỉnh thực hiện để chia đầu tư chưa đảm bảo so với kế hoạch được giao để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, ubnd huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị để nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án, tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, huy động nhân lực máy đẩy nhanh tiến độ thi công dự án quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện dự án đảm bảo việc triển khai thi công thực hiện đúng quy trình kỹ thuật mỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo công trình được hoàn thành với hiệu quả tốt nhất Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng tỉnh cho biết, năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của ban quản lý được phân bổ là 688,4 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ban quản lý chậm hơn so với kế hoạch vốn được giao. Để đảm bảo hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch vốn được giao, những tháng cuối năm, ban quán triệt đến các bộ phận cán bộ nhân viên nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị để nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án, tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, huy động nhân lực máy để nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo khối lượng thanh toán thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại công trường để việc triển khai thi công công trình được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn nhằm đảm bảo công trình được hoàn thành với hiệu quả tốt nhất. Đồng chí Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm các huyện, thị xã thành phố phải xác định khối lượng thực tế của từng dự án đã được thực hiện để để nhanh thành quyết toán, giả soát, báo cáo cụ thể với Ủy ban Nhân dân tỉnh khả năng thu tiền sử dụng đất của các địa phương năm 2024, từ đó điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu tăng ca tăng kíp, xem xét thay thế đơn vị nhà thầu không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đặt ra về tiến độ thi công và giải ngân đối với số vốn còn lại 5.518 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các chương trình dự án chưa có quyết định đầu tư được duyệt, các chủ đầu tư dự án cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục lập thẩm định quyết định đầu tư các dự án để đảm bảo điều kiện phân bổ vốn theo quy định, nhất là các dự án có tổng mức đầu tư lớn. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư địa phương cần tập trung giải ngân nguồn vốn kéo dài, thu hồi vốn tạm ứng, phát huy vai trò của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh trong giải ngân vốn đầu tư công. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp lần thứ 5 của Thường trực Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm thành phố và giao Ban đầu tư công Cụ thể, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỷ lệ giải ngân 8,6%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông 19,7%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị 9,7%, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh 17,1% và Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao 0,5%. Tương tự, 4 quận huyện có tỷ lệ giải ngân thấp gồm Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 10,5%, Ủy ban nhân dân quận 1 11,6%, Ủy ban nhân dân quận 10 8,8% và Ủy ban nhân dân quận 5 13%. Cũng được yêu cầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Riêng các đơn vị có cơ cấu vốn giải ngân cho chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng lớn và dự kiến giải ngân trong quý tư năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ, bám sát việc thực hiện để đảm bảo giải ngân đúng theo kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc không hoàn thành các thủ tục liên quan để giải ngân vốn. Đối với nhóm các dự án liên quan tới bồi thường giải phóng mặt bằng và đất đai 30.000 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện đề xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện để đảm bảo năm 2024 giải ngân được 28 đến 30.000 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 18 tháng 10. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phải chủ động hướng dẫn các quận huyện thành phố Thủ Đức những thay đổi trong quy định của pháp luật về đất đai đồng thời giám sát theo dõi chặt chẽ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các địa phương liên quan đến dự án về việc theo dõi quá trình thực hiện dự án trên hệ thống phần mềm quản lý đầu tư công, các chủ đầu tư nghiêm túc giả soát lập kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ chi tiết trong việc thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân theo số vốn kế hoạch dự kiến giao cả năm 2024, cập nhật lại kế hoạch giải ngân tới ngày 31 tháng 1 năm 2025 đối với từng dự án trên hệ thống phần mềm quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương, hiện toàn tỉnh có 25 dự án do đơn vị làm chủ đầu tư còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, trong đó thành phố Chí Linh và huyện Thanh Hà, mỗi nơi liên quan đến 5 dự án, thị xã Kinh Môn liên quan 4 dự án, các huyện Thanh Miện và Nam Sách, mỗi địa phương liên quan 3 dự án, các huyện Cầm Giang, Bình Giang, Kim Thành, Tứ Kỳ, mỗi nơi liên quan 2 dự án và huyện Gia Lộc liên quan đến 1 dự án. Những khó khăn về giải phóng mặt bằng chủ yếu do công tác di rời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đo đạc, lập bản đồ địa chính, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư có nhiều thay đổi. Năm 2024, khối lượng giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư rất lớn với kinh phí bố trí khoảng 1.250 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10 mới giải ngân được khoảng 15% kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến tiến độ thi công công trình giải ngân dự án. Các dự án còn vướng mắc, mặt bằng chủ yếu là dự án giao thông tu bổ đê điều, xây dựng cầu, điển hình như dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37, dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 thành phố Chí Linh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu vạn kết nối quốc lộ 37 Chí Linh với đường dẫn cầu Triều Kinh Môn, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh, dự án đường 396 kéo dài.